bằng đời sống tu tập của chúng ta, bằng những công đức lành để chúng ta hồi hướng, để tất cả những cái công đức lành đó trở thành nhân tố tịnh độ để chúng ta vãng sanh vào tịnh độ. Và chúng ta cần thiết phải hiểu vãng sanh như thế nào thì trong nội dung này tôi từng bước chia sẻ với các vị. Tịnh độ tông có chia ra làm hai, đó là sự và lý. Mà điều này giống như là tôi nói từ ban đầu với các vị, với cái bài giảng hôm nay là chia sẻ về sự và lý tịnh độ là thượng thượng phẩm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cửu phẩm này đã được hình thành trong bốn cái cõi nước nữa ở tịnh độ, đó là phàm thánh động cư, hai là phương tiện hữu dư, ba là thật báo trang nghiêm, và bốn là thường tịch quan. Sao chùa tu tịnh độ gì mà hỏi mấy ngày im liền chẳng hỏi. Vậy trên cơ bản cái người mà cái chùa tu tịnh độ là chúng ta thấy cái này chúng ta nắm rất là vững. Như vậy chúng ta thấy một cái xã hội tịnh độ được hình thành rất rõ ràng, đúng không? Có cây cối, có chim muông. Như vậy thế giới tịnh độ là một thế giới hữu vi, dựa vào kinh điển và dựa vào mặt sự, hoàn toàn là một thế giới hữu vi. Lâm chung thì đồng đạo đó hộ niệm, và người này đã đủ nhân tố bản sanh, người này đã từng tu cả đời. Vậy mà có một số người trong ban hộ niệm của chúng ta thổi phù thổi hét vô hành động đó, tới trong này rồi đó, đến hộ niệm cầu nguyện đi, rồi trở thành cây cam lên trái cam đi, các vị làm được cái đó đi, rồi tôi tin, tôi gật đầu, tôi tin các vị. Cho nên không thể nào nhân tố này mà thổi phù hét như thế nào để biến trở thành một cái quả cát được cái trang rồi á. Chỉ có ta biết các cơ phiêu biến trời cho vui chứ nghệ thuật gì đó. Chứ còn ở đây chúng ta đừng có ảo tưởng mấy cái điểm mà như thế. Thành này nè, nó giúp người đó sau này hết cái nghiệp trả địa ngục đó, rồi tái sinh lên tôi duyên làm Phật Pháp. Cái này nói tôi tin, tôi đồng ý cái chuyện đó. Chứ tôi không có đồng ý cái chuyện mà gọi là đó, người không có tu tập gì thì sau đó đầu xuống nhau cứ cho giảng sanh rồi như Đức Phật mà khó ký cho các đệ tử vậy đó. Mà thật tình đó, các vị còn chưa chắc các vị tin các vị giảng sanh, là các vị làm cho người khác giảng sanh. Các vị là một phàm phu đầy nghiệp chướng, mà các vị làm cho một người đầy nghiệp chướng bản sanh, cái chuyện này đâu cát mà muốn thành công. Tôi nói với các vị nghe, làm được chuyện này Đức Phật đã làm khi Ngài còn tại thế. Nếu làm được thì đó Đức Phật đã làm khi Ngài còn tại thế chứ. Rồi cái vợ Ngài là Gia Du Đà La đó, nó thôi em ở nhà chăm sóc con đi, ở nhà chơi đi vui đi, tu chỉ cực khổ, anh thành đạo rồi. Ngồi đi, chừng nào chắc chết kêu là Thái tử Sĩ Đà ta ơi, em sắp chết rồi. Cái Ngài đó, để ta đưa về Tây Phương Cực Lạc. Có những người loại trừ Phật là vậy á, tức là họ làm được cái vai trò mà Phật ngày xưa làm được, mà bắt đầu càng cho Phật kỹ càng, đừng để biến họ trở thành những con người mê tín tà kiến như thế đó, thì không có làm lợi ích cho đạo pháp, mà cũng không làm cái gì mà người ta những cái bộ phận Phật chạy sai được cho nhạc sĩ. Thì khi Phật tử mà sắp lâm chung nữa, Phật tử nghiệp cho tôi vào lại không được tùy càng cơ thể bị rồi rồi được rồi, đã hiểu ý tôi rồi. Các vị di phạm cho khoa học và hiến nội tạng khi cần về một lý do nào đó với những người sắp qua đời, tôi đã có giảng trả lời trong một bài giảng là sao phải tự chuẩn bị trước cho mình là điều gì xảy ra trong cái thời điểm cuối cùng trước khi các vị tắt thở một cách trọn vẹn. Bởi vì người ta muốn lấy xác các vị hoặc lấy các cái bộ phận nội tạng các vị, không bao giờ để cho các vị chết sâu, mà các vị chết lâm sàng. Khi lâm sàng là người ta đã sử dụng các cái đó mới có thể còn để làm gác cho người khác. Tức là trong lòng người này phải có ý là tôi chấp nhận điều đó, bởi vì tôi không thể sống được thì tôi có thể cứu được người khác, tôi làm việc phước đức. Tôi chấp nhận nếu có điều gì xảy ra thì tôi cũng đã sắp chết rồi. Bởi vì các vị biết rằng là chết lâm sàng chưa có thể là chết. Đây là cái chuyện mà cái kinh nghiệm của bác sĩ là chết lâm sàng chỉ là nếu vấn đề gì xảy ra.
Cho nên nếu không có sự đồng ý của người sắp qua đời mà chúng ta tùy tiện để mà lấy nội tạng, chúng ta xem như là chúng ta làm một hành động tội ác. Nên nhớ là mang theo đòi họ để cũng là quyền của họ, nhưng khi có sự đồng tình thì họ dễ dàng chấp nhận nếu có điều gì xảy ra. Còn bằng không, đây là một cái chữ mà dẫn người đó đến một cái cảm giác khủng hoảng, đau khổ và không nói được một cách cùng tận á, thì đây là nguy hiểm vô cùng. Niềm tôn kính dâng thờ. Đây cái vậy không phải đó. Bây giờ nó đi quy về đây. Quá quan trọng. Chúng ta cho cơ hội lễ Phật ra nơi thiên đàng. Quá là sao nghe. Không nghe đấy. Chừng nào hết sợ Mỹ trở lại. Dạ chào thầy Phương Tiến. Dạ. 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 A Di Đà Phật. Trời ơi.